vừa nhắc thằng Thành. Thằng Thành đó. Mẹ, mẹ ơi, con đây, con là Thành đây mẹ. Con bất hiếu để mẹ nhớ thương, nay về đây tạ tội với mẹ hiền. Mẹ hãy vui mà sống mãi với chồng, với con. Nhưng mà con còn đi học, mẹ quẩn cho con một vài năm nữa nha mẹ. Sao con, con không bằng lòng à? Con muốn giết mẹ sao? Mẹ, mẹ đi đi, đừng cho mẹ thấy mặt nữa. Bà ơi, bà ơi, con nó có cãi bà đâu mà bà giận. Thành, con muốn giết mẹ con chết vì tức giận phải không? Thành, mẹ ơi, mẹ đừng giận. Mẹ định sao thì con nghe em vậy. Con có dám cãi gì đâu. Vậy thì tốt. Lại con, con đưa chồng của con về phòng cho nó nghỉ ngơi đi. Dạ, dạ thưa mẹ. Nhưng mà mẹ đang mệt mà. Mẹ đã khỏe nhiều rồi. Ông à, ơi, ông à, có tôi đây bà. Ông dặn bầy trẻ ngày mai nó lo sắp đặt mâm cơm để cúng ông bà, để cho vợ chồng nó lễ từ đường. Rồi ông vào đây với tôi cho con dâu nó yên lòng nha ông. Được rồi, để tôi dặn tụi nó xong tôi sẽ vào với bà. Mẹ ơi, mẹ ngủ đi cho khỏe nghe mẹ. Con à, đưa chồng con đi nghỉ đi. Mẹ ngủ đây. Sao con không đi? Sao con không đi với vợ của con? Dạ. Liên ơi, giờ này ở tận trời xa, em đang làm gì? Em có biết con của chúng ta rất là tội nghiệp, vừa rời vòng tay mẹ lại phải xa cha. Còn anh, giờ đấy như người đang dẫm trên đống than hồng, rất đau nhức buốt, biết tin cách nào cho trọn tình vẹn hiu. Về đến nhà, anh chứng kiến một sự việc như trời lóng đất lở.
nhưng anh không biết làm sao mở miệng. Trước mẹ già đang thập tự nhất sinh, trời đất, làm hết hồn cô. Dạ, nước pha rồi, anh vô tắm. Tôi còn mệt lắm, chưa có tắm đâu. Vậy anh đưa chìa khóa để em mở vali soạn đồ cho anh nghe. Đồ của tôi để tôi soạn, giờ vô lộn xộn hết rồi. Nhưng ba biểu em nói anh phải ngủ sớm để ngày mai. Trời đất ơi, sao nói hoài vậy, nhức đầu quá. Thành, đứng lại đó. Lại, con vô phòng đi. Dạ. Thành, ba hỏi con, có phải con muốn mẹ con chết liền con mới vừa lòng phải không? Thưa ba, con... Ba nghe hết rồi. Con lại, tuy nó quê mùa, nhưng mấy thằng này nếu không có nó thì lấy ai săn sóc đỡ đần cho mẹ con? Con không mang ơn mà còn xử sự phũ phàng với nó vậy là sao hả? Ba ơi, ba hãy nghe con nói. Thôi khỏi nói, ba biết rồi, con không bằng lòng cuộc hôn nhân này chứ gì. Vậy thì con cứ đi đi, đừng bao giờ trở lại. Ba liệu như chẳng sanh con, đành tuyệt tử tuyệt tôn. Ba vô với mẹ đi, con vô phòng đây. Cậu hai, cậu hai, em pha nước rồi, cậu hai vô tắm cho khỏe đi. Vali của tao đâu rồi? Dạ em để trong phòng cậu mợ á. Cậu mợ? Ủa sao cậu buồn vậy? Bà không có sao đâu cậu. Cậu về tới là bà khỏe hẳn lên à. À cậu à, em hỏi cậu này nghe, cậu thấy mợ được không cậu? Được hay không thì cũng cưới hỏi rồi. Mão à, cô đó ở đâu vậy? Ủa? Dạ, mợ hai là con của ông Hương Hào Sang, hồi trước cũng là tá điền của ông bà. Bây giờ ông về ở Long Xuyên, nghe đâu làm ăn cũng khá, năm nào cũng tới lui thăm viếng. Đi về để mợ ở lại đây, mợ lo toan bà rất vừa lòng vừa bụng, nên bàn với ông rồi cưới mợ tháng trước đây. Chọn dâu để trả mối ân tình, không biết con mình có chịu hay không. Phận làm con đâu dám cãi cha mẹ già, cam chịu khổ mà thôi. Con nói này, cậu đừng có nói miệng con ăn mắm ăn muối nha. Bà sợ chết trước khi cậu về, không ai săn sóc ruộng vườn. Giá lại á, con thấy mợ hai cũng giỏi thiệt á cậu à, hiền lành lắm. Cậy, từ từ cậu cũng chịu hả cậu? Thôi, bỏ đi, tao đi tắm cái đã. Phòng cậu đằng kia kìa, vẫn ở chỗ cũ mà.
tôi đó à? À, dạ. Có chìa khóa không? Dạ có. Anh tính cất gì để em cất vô cho. Xin lỗi cô. Xin lỗi em. Tôi muốn cái bàn viết này là của riêng tôi, không ai được mở. Dạ. Quần áo trong vali cô muốn để đâu tùy ý ha. Dạ. Nãy giờ chỉ có dạ không vậy? Dạ. Dạ tại vì đã biết anh là chồng thì phải gọi dạ bảo chân. Cô xuất giá tùng phu em dám đâu sai lời. Là chồng chứ phải đâu hoàng thượng thấy quan quyền mà cô phải sợ. Rồi, cô đừng có nói nữa. Nghe tôi hỏi nè, sao phòng này lại có thêm chiếc giường nhỏ? Dạ, chỗ đó là để dành cho em ngủ. Ủa, giường lớn để chi? Sao cô không đi ngủ? Nhâm phòng không có chú rể. Nè, bây giờ có chú rể ở đây rồi, dẹp giường nhỏ ra được chưa? Dạ, dạ chưa được đâu. Ba biểu mai mình ra mắt ông bà có đủ dâu rể rồi mới rồi mới được. Anh cười gì vậy? Bộ em nói sai hả? Tôi nghĩ mà bác tức cười. Vì thời đại này mà còn có một cô gái lạ như cô. Xưa thật là xưa như từ thời ông bàn cổ mới ra đời. Tôi không biết là tôi nên khóc hay cười. Tại sao cô có thể lấy chồng
Mai mốt hãy nói. Không nói hôm nay thì sợ không còn dịp nói nữa đâu ông à. Lại con hãy nghe đây. Mẹ về làm dâu nhà này từ năm mẹ 19 tuổi. Vì hiếm muộn, mãi đến năm 30 tuổi mẹ mới sanh thằng Thành. Gia đình ta là nhà nông, nhưng ba chồng con lại theo đòi miên bút. Việc gia đình một mình mẹ lo toan quản xuyến, mới giữ vững cơ nghiệp đến ngày nay. Tôi nói có đúng không ông? À, đúng, hoàn toàn đúng. Bao nhiêu năm tôi chỉ trông cậy vào bà. Bây giờ thằng Thành, tôi mong nó sẽ tháo vát hơn tôi. Thằng Thành nó giống ông như hệt, nên tôi đã vì cơ nghiệp này mà chọn cho nó một người vợ đảm đang. Lại ơi, con đã là vợ chánh thức của thằng Thành. Khi mẹ nhắm mắt, gia đình này sẽ do con chủ quản. Hãy nói gương người xưa, chồng thương thì nhờ, bằng không thương cũng cam bụng chịu thủ phận tề gia trọn đạo tam tông. Mẹ Thành ơi, vợ con là một nàng dâu thời vợ hiền, công hạnh ngôn dung gồm đủ, không có lại ai đỡ đần gánh vác nỗi gia căn. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đừng nói nữa. Mai sau mẹ lại bỏ con. Con ơi,
Ở đời ai cũng có một lần chết, được thấy vợ chồng con như thế này mẹ vui lắm rồi. Chỉ còn cùng một chút chẳng an lòng là chưa thấy được cháu nội của mình trước khi mẹ qua đời, theo ông bà về cõi hư vô. Ông ơi, tôi xin lỗi ông. Bà đừng có nói vậy mà. Bà ơi, tôi đã bỏ ông ở lại một mình trong biển đời mênh mông. Không, bà ơi, bà. Mẹ ơi, hãy cố gắng mà an dưỡng tâm đi thần. Con sẽ có trao cho mẹ bồng. Rồi ba vào nhà nghỉ một chút đi rồi ăn cháo. Con nấu cháo cá ngon lắm. Ba có ăn uống bao nhiêu đâu mà bữa nào con cũng nấu món này món nọ cho mất công. Ba ăn không được bao nhiêu nên mới cần bổ dưỡng. Ba vào nhà đi ba. Con vào đi, để ba ở đây thêm chút nữa. Chứ vào nhà thấy bàn thờ của ba thì ba lại càng buồn khổ đau thương. Nhìn lại tuổi già cô độc một thân, tuy có hai con nhưng không thể nào với được sầu riêng khi hình anh mẹ có con sớm hay muộn đâu phải lỗi của con đâu. Ngày xưa ba cưới mẹ 11 năm mới có thằng Thành thì sao? À, thằng Thành đâu mà cả ngày nay ba không thấy nó? Dạ, anh đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn? Đi đâu mà tuần nào cũng đi hết vậy?
Dạ, anh nói anh đi lo công việc làm ăn. Dạ, anh tính... Tính cái gì? Dạ, anh thấy ba thì buồn, mà con thì con chậm sanh đẻ, cho nên anh tính kiếm... Kiếm cái gì? Nó bày đặt nó kia là chết cho tao đó. Dạ thưa ba, anh không có gì đâu ba. Anh bằng với con, anh tính kiếm xin một đứa con nuôi. Con nói anh đợi hỏi ba đã. Xin con nuôi? Tại sao nó lại tính như vậy? Đúng ra nhà có tiếng trẻ thơ thì cũng vui, nhưng mà cực khổ cho con lắm. Ba, anh Thành về kìa ba. Để con ra sau nhà, con lo bữa cơm chiều cho ba với ảnh cùng ăn luôn thể nghe ba. Thưa ba, sao ba đứng đây? Vợ con đâu? Vợ con mới ở đây, thấy con về nó lo vô nấu cơm chiều rồi. Thôi mình vô nhà đi ba. Con ngồi đây, ba có chuyện muốn hỏi con. Thưa ba, có chuyện chi vậy ba? Thành. Dạ. Có phải con có chuyện muốn giấu ba? Dạ. Dạ đâu có ba. Con đừng có giấu ba. Từ lúc mẹ con mất đi, ngoài cái nỗi buồn tóc tan, còn có việc gì riêng? Mất ngủ quên ăn, lo lắng bồn chồn. Một tháng con rời nhà 2-3 bữa, diễn cớ là lo việc làm ăn. Rồi bây giờ nói muốn cho ba vui. Xui con vợ mày xin một đứa con nuôi. Thành ơi, tao là cha mày nhưng cũng phận đàn ông. Ba biết con có nỗi ẩn tình, con đừng trốn giấu làm gì, hãy nói thật với ba. Ba, ba sắp theo mẹ con rồi. Con đừng để ba xuống như mồ còn ấm ức vì con. Ba hãy tha tội cho con. Đứng lên đi, để dành mà quỳ trước con vợ mày. Thành, có phải con đã tằng tiểu với con nào rồi phải không? Ba ơi, con còn lòng dạ nào mà ông bướm trăng qua. Vậy thì việc gì? Ba ơi, khi được điện ba gọi trở về, thì con đã có bên xứ người một vợ dạy con thơ, là một đứa con trai. Trời ơi! Vì sợ cha mẹ buồn nên chẳng dám nói ra. Đã tròn một năm con chịu cực hình vì ân hận với người ta. Mẹ con nó ở tận trời xa, mày nói ra nào có gì. Ba biết đâu mẹ nó cam chịu xứ người chờ đợi, vì thương chồng nàng cắt đi núm ruột. Nào biết đâu mọi sự đã lỡ làng. Mày nói vậy là mày đã đem con mày về rồi mày bỏ nó ở đâu? Ba đừng có nói lớn, con gửi nó cho người bạn ở Sài Gòn đó ba. Mọi việc gì cũng do con cả. Khi thấy con bạc tình ở bệnh, ba có gửi 2 bức thơ. Trong thơ ba có nói nếu lỡ có việc gì con hãy nói thật ra, tại sao con lại không nói hả? Ba ơi, sợ dĩ con không dám nói là vì trọng lĩnh kết hôn nên sợ ba mẹ phiền hà trách mắng. Khi hay tin mẹ con lâm bệnh nặng nên con liều lĩnh mang cháu thơ về trước để tạ tội với sông đường. nhưng vì nhút nhát nên phải gửi con cho người
xảy ra không như con tưởng, mà bao nhiêu tơ tình rối rắm chằng chịt cuộc đời con. Mày gây khổ cho thân, còn duy lì đâm trao ta. Mới 2 tuổi đã cách cha lìa mẹ. Mọi tội lỗi con xin cam tâm gánh chịu, con xin ba hãy về cháu thơ mà thuyết phục em lại. Bây giờ mày lại xui tao A Tòng với mày để lừa dối con dâu, thật là tội nghiệp cho nó quá. Ba ơi, mẹ thằng Tâm còn đáng tội nghiệp hơn đó ba. Thôi mày im đi, ân nợ của con lại mày trả đến mấy kiếp cũng chưa hết, đừng có đòi hỏi nhiều quá đi. Dạ thưa ba, con mời ba và anh vào dùng cơm. Ba với anh đang bàn chuyện gì mà nghe ba lớn tiếng quá vậy ba? Thì nó xin ba để cho nó sinh một đứa con nuôi. Ba, đó là ý của con đó ba. Ba chịu đi ba. Có đứa bé cho vui nhà vui cửa, và cũng để nó đỡ đầu cho con sanh mau mắn, cũng là việc tốt. Mà thôi, cực khổ cho con lắm, thôi đi. Ba vui là được rồi, bao nhiêu cực khổ con cũng chịu được hết á. Ba bằng lòng đi ba, nghe ba. Lại, ba cảm ơn con. Con tốt với gia đình này quá. Kìa, ba, đó là bổn phận của con mà. Thôi, ba với anh vô dùng cơm kẻo nguội hết. Anh à, vậy mai em đi với anh nghe. Để em đi một mình được rồi. Anh có người bạn là bác sĩ ở viện mồ côi á, anh sẽ nhờ ảnh tìm đứa bé tốt cho anh. Thành, đứa con đỡ đầu phải lựa cho kỹ nghe Thành. Dạ. Mợ hai, mợ đừng lo lắng nữa. Mợ ăn miếng cháo cho khỏe đi mợ. Mợ không muốn ăn, em đem vô đi. Cậu đi mấy bữa cậu về mà, mợ lo làm chi không biết nữa. Rủi mợ sanh bệnh thì khổ lắm á. Không phải mợ mong cậu, mà mợ còn suy nghĩ về thái độ của cậu nữa. Khi đề nghị xin con nuôi, không biết tại cậu nhớ bà, lo cho mợ buồn, hay là tại cậu chán mợ, đã không làm tròn bổn phận của đứa con dâu. Ở nhà quê họ mau con lắm, có lẽ cậu thấy hơn 1 năm rồi mà mợ chưa có tin vui, nên cậu sợ. Mợ chưa sanh, chứ đâu phải không sanh, mà cậu nôn nóng việc sinh con chứ. Cậu về tới là bà mất, lớp thì bù đầu vào công việc, cậu như người mất hồn à. Mà mợ đâu dám phàn nàn khi chân đơn gối lạnh. Nhưng lúc cậu đề nghị xin đứa con nuôi cho cửa nhà vui vẻ, rồi sẽ có đàn con sau tiếp nối, mợ chẳng hiểu ý của cậu nghĩ sao. Nhưng mà mợ cũng vui vẻ chiều chồng, nhưng xin con nuôi thì ở đây kiếm gì, lại phải lên tận Sài Gòn cách trở xa xôi. Bụng nó không nhớ quê nhà mới bạc mẻo tới lui, thì sao em hiểu ý anh Thành, tính toán việc gì cũng kỹ lưỡng trước sau. Chỉ có mở đây tâm trí đần độn tôi mò, nghĩ mà tội nghiệp cho chồng tôi. Cậu có ăn học đàng hoàng mà lấy một người vợ quê mùa dốt nát cũng khổ hả? Mợ à, đàn bà cần gì học giỏi mợ. Ê, hình như cậu về tới rồi kìa. Mợ nhìn cái bãi cậu không?
Cậu chứ ai? Trời ơi. Đúng rồi. Ê, hình như trên tay của cậu có ẵm một đứa bé. Đúng rồi. Trời ơi. Đi lẹ lên em. Cậu ơi, ở trong cậu dữ lắm. Được rồi, đứa nhỏ kìa. Trời ơi, khéo quá, khéo lựa quá. Sao cái mặt nó giống tôi quá trời ơi. Cậu à, mở mong cậu, mở buồn, mở không ăn uống gì hết trơn hết trời. Xin con Nudo phải dễ mình. Anh Thành, đứa nhỏ đó hả? Anh phải làm thủ tục giấy tờ đủ thứ á. Ông ơi, ông ơi ra đây xem nè. Thằng bé dễ thương dữ lắm. Nó giống ông lắm ông ơi. Đưa em bé một chút đi. Lại mẹ bế đi con. Mẹ cho con uống sữa, ăn bánh, ru con ngủ nữa. Ba, cháu nội của ba nè. Thằng bé xinh quá à. Mẹ ơi, mở. Dạ. Em coi nè. Dạ. Thấy không? Thấy. Nó có nhiều nét giống cậu ghê phải không? Trời ơi, khỏi nói rồi. Ông lựa kỹ quá. Trời ơi, con lựa kìa. Ông lựa sao mà cái trán giống ông quá. Y chang. Còn cam. Trời ơi, cái cam nó giống. Chưa biết được. Mấy người nói chuyện dễ tức cười quá. Con của thiên hạ tự nhiên giống tôi. Người giống người có sao đâu mà con cãi dữ vậy. Nè, con kể cho A biết, bé nó mấy tuổi rồi, cha mẹ nó ra sao mà cho đứa con xinh đẹp dễ thương như vậy chứ. Dạ, nó mới 2-3 tuổi gì đó. Cha mẹ nó là công nhân sở trà. Mẹ nó mất sớm, cha nó nghèo lại bệnh hoạn, nên phải cho con đó ba. Thiệt là tội nghiệp à. Mão. Mão à. Hả? Con đây. Nè. Dạ. Em vô lo nước cho cậu tắm thay quần áo đi. Dạ. Nhỏ dễ thương quá. Mình à, mình vào trong nghỉ đi. Để con cho em. Mình đặt con tên gì vậy? Ba đặt tên cho cháu đi ba. Thì hai con đặt cho nó đi. Con định đặt nó là Trần Hữu Tâm. Ba thấy được không ba? Trần Hữu Tâm. À, được được. Trần Hữu Tâm. Dạ, tên hay lắm. Trần Hữu Thành, Trần Hữu Tâm. Mẹ ơi, mẹ có cháu nội rồi nè. Mẹ thấy không? Thằng bé dễ thương lắm. Ơi, nín đi con. Nín đi con. Ngủ đi con. Thành à. Dạ. Con đi mệt rồi, con vào nghỉ một chút đi. Để vợ con nó dỗ nó. Không biết lại có nghi ngờ gì không mà hát những câu hát nghe xót xa như vậy. Ồ,
Sao khóc hoài vậy con? Ngủ đi con. Ngủ đi. Mẹ hát cho con ngủ ha. Gió mùa thu thổi lọn qua sông cửa, ru con người thêm thương con mình, mà lệ nóng mấy lần rơi. Ngủ đi con. Ngủ đi con, ngủ đi. Anh Thành thân yêu, anh về nhà, ba mẹ có bình yên không? Con nó có khỏe, có vui không anh? Thành ơi, em nhớ con, nhớ anh quá. Mà không sao đi liền được. Mẹ sang nhà chúng ta chỉ có 3 hôm rồi bị thương hàn. Bác sĩ bảo có lẽ phải điều trị lâu. Em khổ quá, biết làm sao bây giờ. Thành, Thành ơi, anh hãy tưởng tượng hoàn cảnh của em, nhớ con. Biết ôm chiếc nuôi trong không mà khóc. Con ơi, đã cách rồi trời xa, đã mấy lần sầu tư, bên mạnh gió trăng cười, sao người vẫn xa. Lỡ làng gian dở trời biển cách ngăn ngưu trước đôi bờ. Núi nhịp cầu biết chờ đợi đến bao giờ. Nhìn con thơ ngỡ ngàng trong mái nhà xa lạ, mà anh đau lòng nhớ người đang cách biệt mấy đàn. Đã biết quen lạ, để anh dỗ thử coi. Đưa nó cho anh. Mình đi nghỉ một chút đi. Vậy anh dỗ con nghe. Em đi hâm miếng cháo cho nó. Tâm ơi, con đừng khóc nữa, chút khổ lòng ba. Ba là bà ruột của con đây. Ra đi là sự đánh liều. Mưa mai
cũng chiều, nắng chiều cũng cao. Mưa mai nắng chiều không phải một mình ba cam chịu, mà ba đã gây khổ lụy cả ba người. Từ nãy ba sẽ là cha là mẹ, sáng sóc dưỡng nuôi con cho nên người một phần nào tội lỗi ba đã vô tình gây ra bao điều oan nghiệt cho vợ con. Con buồn lắm phải không? Dạ đâu có ba. Thành à, con đem đưa cháu nội đích tôn về là con đã làm tròn bổn phận một đứa con chí hiếu. Nhưng ba thì còn những điều say rất không yên. Thành ơi, sau này con có hạnh phúc hay gặp những điều ngang trái không may thì con cũng đừng oán cha trách mẹ đã cột trói con cho rối rắm mẹ sợ y ta tình. Ba bể hận mênh mông, từ nay con chèo chống ha một mình, hãy cố gắng lo cho thằng tâm đến ngày hiện đại. Đối với con lại, con phải trọn vẹn nghĩa ân. Thành ơi, ba nghĩ lại ba càng thương xót cho con. Ba mẹ đã hủ lậu đặt con vào một cảnh tình nan dài, lấy đó làm gương sau này khi tặng thâm khôn lớn. Hạnh phúc tình yêu hãy để nó tự chọn cho mình. Sao hôm nay ba lại dặn dò con như vậy? Ba thấy trong mình thế nào để con đưa ba đi bác sĩ? Không có sao đâu, con đưa thằng Tâm đây cho ba. Dạ. Cháu nội của ông. Bà ơi, bà xem nè, cháu nội của mình nó xinh đẹp dễ thương quá. Nó giống cha mà nó giống y như ông nội vậy. Người ta nói con giống cha nhà có phúc, cháu giống ông nội càng có phước hơn. Ba, trời ơi, ba, ba. Hội đồng trung có phải nhà này không cậu? Dạ phải, nhưng ông bà tôi đã mất lâu rồi. Mất lâu rồi? Rồi còn còn người con trai? À, bà muốn hỏi cậu hai tôi phải không? Bà có quen à? Phải, tôi tôi là bạn của anh Thành. À, nhưng cậu tôi đi Sài Gòn chưa về, giờ này chỉ có mợ tôi ở nhà. Anh nói mợ tôi là thì là cái gì nữa, mợ tôi là vợ của cậu hai tôi. Ủa bà sao vậy bà? Bà ơi, tại sao bà mợ ơi, mợ à, bảo ai vậy?
Không biết nữa, tự nhiên bà xỉu à. Mở sách giùm cái vali của bà đi, con dìu bà vô. Đi lẹ lên. Trời ơi, ở đâu mà xỉu trước nhà mình vậy? Dạ, em đâu có biết. Đi ruộng về là thấy bà ở đây đứng trước cổng á, hỏi thăm em á, có phải nhà này là nhà của ông Hội không? Em nói á, ông bà mất hết rồi, chỉ còn cậu mợ. Tự nhiên bà nghe tới câu đó bà xỉu à. Nhưng mà chị nói chị quen ai vậy? Ý quên nữa, bà nói bà là bạn của cậu hai. Chị ơi, chị khỏe chưa? Tại sao lại ngất xỉu vậy? Uống miếng nước đi. Dạ bà. Dạ dạ cảm ơn. Dạ chắc tôi đi xe đò không quen. Chị à, chị uống miếng nước cho khỏe. Cảm ơn. Xin lỗi. Dạ chị là tôi là vợ của anh Thành. Nghe thằng Mão nó nói chị là bạn của ảnh phải không? Chị ở đâu? Phải. Tôi quen ảnh từ ngày ở bên Pháp á. Anh Thành thiệt là tệ, có vợ mà không có cho bạn bè hay gì hết trơn à. Chị đừng có trách ảnh, chính ảnh còn không hay. Làm sao cho chị biết, ba mẹ ảnh cưới tôi về trước khi ảnh về nước. Vì mẹ chồng tôi bệnh nặng, sợ không chờ đợi được lâu, đã đánh điện qua mà chẳng thấy ảnh về. Bà sợ xảy ra việc gì nên gấp cưới tôi. Tôi có chồng mà có biết mặt mũi ảnh đâu. Tôi vừa nghe qua không thể nào tin được. Ở quê mình á, chuyện ấy vẫn xảy ra. Nhiều khi cưới dâu chỉ để lo việc nhà, chứ không cần biết là vợ chồng có thương yêu. Nhưng với riêng tôi thì không đến nỗi nào. 7 năm trời hạnh phúc vẫn ấm êm. Hạnh phúc vẫn ấm êm. Dạ, cha mẹ chồng tôi á, rất thương tôi. Còn anh Thành thì... Thì sao? Anh rất quý tôi, nhất là từ khi tôi có con. Anh chị đã có con rồi? Dạ, cháu trai năm nay được 7 tuổi, nó đi học rồi. Chị coi nè, hình này chụp á, lúc nó còn nhỏ. Chị xem, dễ thương lắm phải không? Trời ơi, con tôi. Chị sao vậy? Chị ơi. Không. Tại vì nhìn ảnh của thằng bé, tôi nhớ con tôi quá à. Con chị còn ở bển hả? Không, người ta đã cướp nó đi. Hôm nay tôi tìm anh Thành cũng vì chuyện đó. Kìa, anh Thành về tới rồi. Anh Thành, có bạn tới tìm anh kìa. Xem anh mệt lắm phải không? Để em vô lấy nước cho anh rửa mặt, khỏe một chút rồi nói chuyện hả? Anh không ngờ tôi tìm đến đây phải không? Liên, em bình tĩnh nghe anh nói. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Kìa, có chuyện gì vậy? Chị Liên à, tại sao chị lại nóng giận với anh Thành? Xin lỗi. Tôi muốn nhờ anh Thành đưa tôi đi tìm kẻ cướp con tôi, chia cách tình yêu thương. Để mổ ruột coi tim lòng dạ kẻ ác tâm, đã rẽ chia tình mẫu tử. Khổ gì, tôi đã biết rằng mọi chuyện. Hắn cướp đi đứa bé, rồi về quê cưới vợ đã lâu rồi. Đời sau có những
bất nghĩa vô miền. Anh Thành à, anh phải đi kiếm giùm, trừng trị kẻ vô loài cho hắn biết tay. Mình chưa biết chuyện được rõ ràng, quan kết luận dối vàng. Đợi khi gặp anh rồi mình sẽ rõ trắng đen. Mình nói cũng đúng. Ý quên nữa, tới giờ em đi rước con rồi. Chị Liên à, chị ở nhà nói chuyện với anh Thành nghe. Dạ. Tôi đi rước cháu về rồi mình ăn cơm luôn thể. Anh làm gì mà cả việc đưa rước con đi học cũng giao cho vợ? Từ nhỏ lại đã tự tay săn sóc Tâm, không cho ai rớ tới hết á. Anh mang con về đây lúc nào? Một năm sau. Vậy trước đó anh bỏ nó ở đâu? Tôi gửi nó cho vợ chồng người bạn ở Sài Gòn. Anh chị ấy không con nên rất thương bé Tâm. Tội nghiệp cho con tôi. Anh Thành, khi tôi vừa hay tin anh cưới vợ, tôi đã trách tôi vì lo cho mẹ mà phải trễ đến 7 năm. Nhưng khi rõ lại, dầu tôi có tới sớm hơn thì cũng vậy thôi. Anh Thành, hôm nay tôi quyết định bắt thằng Tâm lại. Khai sinh, hình ảnh của nó Tôi đem theo đủ nè. Anh đừng mong giữ nó. Liên ơi, anh quỳ trước em với lời vãn sinh tha thiết, xin em đừng bắt con đi. Anh Thành, anh đứng dậy đi. Anh đừng để người ta thấy rồi người ta dị nghị. Con của tôi sanh ra thì tôi phải bắt đi, đâu có cái gì đâu mà trái lẽ. Thì tại sao anh lại phải yêu cầu nặng nề cho tôi ngã lòng? Vì tôi đã quyết đây là lần chốt mẹ con chẳng cách liền. Em hãy thương giùm anh, 7 năm đoạn trường gian khổ, lòng anh đau phụ bỏ duyên xưa. Không phải là em mà chính là người đàn bà đang bị anh lừa dối. Về làm dấu 2 năm trời thì nhau tiếp nối, hết mẹ đến cha đều do một tay lại săn sóc. Rồi 6 năm chắc chịu quản dưỡng một đứa con không phải là máu mủ thâm tình. Khi biết là một phụ nữ vô sinh lại càng bám víu vào Tâm như lẽ sống của mình. Nay biết em bắt con thì như xô lại vào vực thẳm, và giống linh cha mẹ ở tuyền đài anh chắc cũng chẳng yên. Trong mối tình nãy ba có một kẻ phải hy sinh, có lẽ anh muốn cho em gánh phần thua thiệt. Không, anh muốn xử sao cho lòng khỏi niềm ân hận, bên nghĩa bên tình anh gánh nặng. Con đã thuộc về người khác. Liên ơi,
sẽ liệu, không còn chỗ tựa nương em nghĩ mà thương cho mẹ. Trời xa một thân cô độc mà em ở nơi này để đợi chờ một cái bóng tình yêu. Ba ơi! Ba! Sao con không đi mà bắt mẹ cổng vậy? Để mai mốt ba biểu chú Mão đi theo cổng con nha. Con không chịu chú Mão cổng đâu. Mẹ cổng à, mẹ cổng con nha mẹ. Rồi, mẹ cổng. Con ngoan, chào cô đi con. Con chào cô. Con cháu ngoan lắm. Anh chị bảo cháu 7 tuổi mà trông cháu lớn như là 9-10 tuổi vậy á. Chị nhìn coi, cháu nó giống ông nội lắm. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 2. Giỏi quá. Con đi học để làm gì? Con là bác sĩ. Tôi biểu nó làm thầy giáo. Nó nói ba nó biểu nó làm bác sĩ đó. Con biết bác sĩ làm gì không? Dạ biết. Ba nói để chữa vết thương cho người ta. Tâm ơi, nhưng nếu gì Liên bị một vết thương tâm, được đâu. Em đưa con vào lo cho nó đi. Đi con. Xin cha mẹ hãy phù hộ cho Liên vượt qua nỗi đau lòng xé ruột. Liên ơi, đường trần đầy chông gai, em nổi trôi anh đau lòng sẽ thắt trái tim. Nhìn theo bóng em xa mờ, đau thắt ruột khóc tình gian dở. Vì ai gây gió giông để cho qua đành ta tơi. Sắc hương phai tàn khung trời khổ đau mình em. Liên, Liên ơi, hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh.
Mỗi lần về đây thấy cánh đồng ruộng, nhất là những mùa lúa mới, hương thơm của lúa nè, làm cho lòng cháu thấy lâng lâng êm ả làm sao đâu á. Cháu muốn xin ba mẹ cho cháu học ngành canh nông để về đây canh tác. Thôi đi chú nhóc ơi, làm phó giám đốc thì sướng quá rồi, lên xe xuống ngựa về đây cho khổ hả, cực lắm, cháu chịu không nổi đâu. Bây giờ tình hình hơi yên ổn đó, chứ lúc trước đó nghe, nếu không có mở hai thì điền đất đã tiêu tan. Một tay mở hai đứng mũi chịu sào. Tôi nghĩ cậu hai là có phước, có ruộng có vườn, nhưng chẳng có mó tay. Chỉ con mình mở hai với tôi hả? Đó cũng là tại mẹ mà thôi, quá cưng chiều cung phụng ba con, nên ba ỷ y đâu chịu làm gì, chỉ tà tà hưởng phước của trời cho. Chỉ tội nghiệp cho mẹ cháu, cái số sao mà cực khổ quá. Mấy năm nay ba làm ở Sài Gòn, ba nói ở đây có vợ chồng chú coi sóc rồi, hãy lên trển với ba, năn nỉ cách mấy mẹ cũng chẳng chịu đi. Mẹ nói chứ ở đây không có ai hương khói cho ông bà nội. Mẹ còn nói mẹ ở không mẹ chịu không có nổi. Tánh mợ hai từ hồi nhỏ tới giờ là vậy đó con à. Bộ chú ở đây lâu lắm rồi hả chú? Chớ sao nữa, hồi cậu hai chưa có vợ lận. Mẹ nói hồi nhỏ cháu nhõng nhẽo dữ lắm phải không chú? Cái nước khóc của cháu đó thì hết chỗ chơi luôn. Nhớ hồi cậu hai mới bồng bồng mày ở nhà Bảo Xanh về đó, trời ơi khóc mấy ngày mấy đêm luôn. Rồi mợ hai là má mày đu mày rồi ca nhạc rồi cho mày nghe viết rồi khang tiếng luôn. Tội nghiệp cho mẹ cháu quá à. Không biết sau này cưới vợ có được như mẹ không á. À chú Mão ơi. Vậy chú có nhớ hai cô bạn của cháu về chơi hồi tuần trước không? Trời ơi, thấy đầu tao vậy với cái râu vậy chứ tao còn minh mẫn lắm, nhớ chứ. Chú thấy mẹ cháu chịu cô nào vậy chú? Chịu hả? Dạ. Vậy tính đưa bạn gái về để mẹ coi mắt phải không? Bây giờ văn minh quá rồi. Chú trả lời con đi, thấy mẹ cháu thế nào? Với cô nào á thì mợ hai cũng vui vẻ hết á. Có điều á, dường như mợ ưa cái cô mà mặc đồ tây tóc ngắn á hơn là cái cô tóc dài. Mợ nói á, cô đó xứng với cậu hơn. Cháu, sao tự nhiên buồn vậy cháu? Cháu sợ nếu mẹ cháu như ông bà nội tự mình lo dâu, nếu vừa ý mẹ nhưng cháu thì không thương, có khổ không càng nghĩ lại càng buồn, sao tự dưng mẹ lại ý định này. Chuyện chưa tới đâu ơi đâu lo cho mệt, khi cậu quyết lòng thì mẹ lớn tuổi rồi nó mệt dữ. Cậu đừng lo nữa, cậu nhỏ muốn là trời muốn mà. Thôi mình về, trưa rồi, cậu hai mợ hai đang chờ cơm ở nhà đó. Chú Mão, gì nữa đây? Chú còn giấu cháu cái gì phải không? Tuần tới cháu về rồi đó, chú phải nói cho con nghe hết mới được à. Thôi đi, đừng có khùng quá đi ông nhỏ ơi. Chuyện gì mà phải giấu? Không tin hả? Về hỏi cậu mợ hai đi, coi chú có nói trật hay là có giấu rồi cháu không. Đi đi. Không có trật,
nhưng không hoàn toàn trúng. Cháu muốn biết rõ hơn về ba mẹ cháu kìa. Trời đất ơi, còn nhỏ sao con biết mấy cái chuyện người lớn làm cái gì. Thôi nè, về ăn cơm đi, ăn xong cơm á rồi tao kể cho nghe. Thôi, chú về trước đi. Không về chú ạ. Ba cháu tới kìa. Tâm à, con với chú Mão đi thăm ruộng đó à? Dạ. Về đây con thấy cánh đồng ruộng thật là êm ả. Con tiếc phải chi... Phải chi con học ngành canh nông để về quê lo ruộng mạ phải không? Tâm à, con phải giống tánh mẹ con có lập trường vững chắc. Chứ con giống ba lường chừng, việc gì cũng đổ cho số phận thì khổ đã con. Con chỉ nói giả sử thôi mà. Còn ba, con thấy ba cần cù làm việc, có lưng chừng gì đâu. Con chưa rõ ba lắm đâu. Ngày trước ông nội cho ba du học, ba đỗ kỹ sư canh nông rồi. Nhưng ba có rớ gì đến ruộng vườn, để mặt mẹ mày làm chẳng hở tai. Giờ đây là một doanh thương, có phải số phận do trời sắp đặt bắt mình cứ mãi đổi thay? Nhiều khi mình có muốn đâu, nhưng thật thì ba có nhận là ba. Nhiều khi ba cũng chẳng phải là ba chút nào. Tâm, ba làm giống như cái máy, chỉ làm cho xong việc để quên. Con đừng cố chụp mũ ba. Ba không có việc chi riêng, bên con bên vợ tháng ngày âm êm. Còn mơ ước nữa để chi, bởi con giống ba. Trước kia con vẫn ước mơ cho con ăn học thế này thế kia, giờ đây con cũng đổi thay. Bỏ nghề bác sĩ có sao đâu ba, giờ đây con đã đỗ kiến trúc sư rồi. Để con xây dựng trang hoàng giúp ba ha. Ba không vui sao ba? Vui chứ. Giờ đây cha con mình có công ty mua bán sơn mài đồ cổ. Ông nội mà con là thích lắm. Kể ra cũng ngộ, gia tộc mình đàn ông ai cũng có máu lãng mạn lừng chừng. Việc bảo quản cơ nghiệp đều do đàn bà quán xuyến. Mẹ con bây giờ giống y như bà nội hồi đó vậy. Nhắc đến mấy người bà con mới nhớ. Có phải ba có một người bạn ở ngoại quốc tên Liên không ba? Ai nói với con vậy? Không có ai nói cả. Ba quên rồi sao? Mấy năm nay mỗi kỳ sinh nhật của con á, dì Liên đều gửi quà tặng đến cho con. Dì Liên biết con từ lúc con mới 7 tuổi. Không ngờ dì vẫn nhớ con. Con còn chút ấn tượng nào về dì Liên không, Tâm? Dạ, mặc dầu con mới có 7 tuổi à, mà hình ảnh của dì Liên ôm chặt con rồi hôn con bỏ chạy, con còn nhớ rõ ràng. Tại sao vậy ba? Tại để hôm nào ba kể con nghe. Bây giờ ba hỏi con, con có muốn gặp dì Liên không? Dạ muốn chứ. Nhưng làm sao gặp đây hả ba? Sắp đến ngày sinh nhật của con, con viết thư hay điện qua cho dì Liên, nói là con muốn gặp, thì dì Liên sẽ về ngay. Đây nè, đây là địa chỉ của dì. Ba ơi, việc này có cần giấu mẹ không ba? Mẹ con biết gì mà. Nhưng tốt hơn để dì về sẽ nói. Thôi mình về nhà, mẹ con đang đợi cơm đó. Đi con. Tâm à. Dạ. Con có định chủ nhật này về thăm mẹ con không? Thưa ba, chủ nhật nào con cũng về cả. Nhưng mà tuần này cô Bích, cô Thanh đều xin con về thăm mẹ. Ba thấy sao ba? Ý con muốn đi với cô nào? Dạ con... Ba hỏi vậy chứ ba biết ý con muốn đi với Bích. Vì đôi bên đã ý hợp tâm đầu, con với Thanh chỉ...
là bạn sơ giao. Những cô thanh thanh ít cổ rất kỳ, lúc nào cũng theo con rồi so bì với bích, làm cho con rất đổi bực mình. Con phải tìm dịp nào dứt khoát một người, chọn thanh hay bích là do ở lòng con. Tâm ý của ba khác xa hơn mẹ, mẹ chỉ quan tâm danh giá gia đình. Mẹ để ý thanh vì cô ấy sang giàu, còn với bích thì dường như mẹ chẳng mấy ưa. Thì con cứ nói thật với mẹ con là con đã yêu bích. Mỗi lần đề cập đến chuyện tình yêu thì mẹ con đều có lập luận. Mẹ nói chứ tao với ba mày có yêu nhau trước đâu mà vẫn hạnh phúc bên nhau vậy. Hạnh phúc bên nhau ba? Phải, cuộc hôn nhân của ba mẹ là do ông nội định, nhưng mấy mươi năm vẫn hạnh phúc con à. Thôi, ba lại công ty đây. Thưa ba, con có hẹn với Bích, xin ba cho con đến trễ một chút nha ba. Được, ba đi nghe con. Dạ. Mình có phước ghê vậy đó, có một người cha thật là phóng khoáng, nhân hậu. Nhưng dường như ba mình có tâm sự gì đang che giấu đó. Biết liền. Sao hay vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ đến ba mẹ anh. Vậy mà Bích tưởng anh đang nhớ tới Bích chứ. Thì anh đang nhớ Bích, nhớ chuyện của hai đứa mình. Anh liền nghĩ đến ba mẹ. Theo lời ba mẹ kể thì ngày xưa ba mẹ cưới sinh là do ở gia đình không quen biết gì nhau. Ba thì ở tận trời xa, ở nhà ông bà nội chú hôn, hai mươi mấy năm hạnh phúc vẫn êm đềm, phụ xương phụ tùy, chưa bao giờ cãi nhau. Em hỏi anh hay hỏi em? Nếu mà ba bắt buộc anh cưới một người anh không yêu á, anh sẽ nằm xuống cho ba anh đánh anh chết luôn á, chứ quyết định anh không chịu. Nhưng mà ba anh thì em khỏi có lo, vì tư tưởng của ba anh rất là khoáng đạt, cởi mở. Chỉ có mẹ anh thôi à, mẹ anh thì hiền, nhưng khi quyết định một điều gì á thì không bao giờ thay đổi. Nội chỉ có một việc mà ba anh mở công ty ở trên này á, đã 5 năm nay mà mẹ anh cũng không chịu bỏ căn nhà thợ với Long An nữa. Anh Tâm à, chủ nhật này anh về thăm bác gái. Nếu có em đi á, không biết có gì bất tiện không ha? Không có đâu em. Mẹ anh tuy có hơi bảo thủ nhưng rất chiều chồng cưng con. Việc quan hệ giữa hai đứa mình chắc không có gì đâu, em đừng có lo ngại. Anh Tâm, nếu bạn gái của anh chỉ có mình em thì đâu có gì làm cho em lo ngại. Nhưng còn có cô Thanh, cô kế toán sang giàu xinh đẹp lại rất đáng.
chiều thua kém. Thế gia chẳng vì mà học dân lại càng thua. Mình yêu nhau tính chi giàu nghèo chia xa, đôi lòng như nhau dấu trái qua hiểm nghèo phong ba. Anh xin em chớ nên suy tư chuyện gần xa để rồi thêm khổ. Giữa chợ đời một mình lăn lóc, biết mẹ cha có rộng lượng thương tình. Chỉ sợ tình cảm lún sâu càng khổ cho mình, nên em muốn anh nghĩ suy cặn kẽ, xét lại lòng mình và thăm dò lại ý của mẹ cha. Đừng buốt miệng nói ra, không kết quả lại càng thêm khổ. Mặt miệng em đừng tạo nên giống tố, phần mong thân đơn sợ không chịu nổi những cơn gió dập mưa vui. Em chớ khổ sầu không lóc làm anh náo lòng. Mình còn tươi trẻ, đời như hoa nở dương xuân nắng hồng. Đời chẳng như lời em, dẫu cho bão vùng mưa gió, tình yêu thương nguyện giữ sắc son. Dầu mẹ cha không đồng ý rẻ chia, ôi nghe qua lời nói của anh đầy chứa chan tình nghĩa thủy chung, em đã thấy yên lòng. Vậy thì em hãy vui lên đi cho đời thêm phấn khởi. Em hãy nhìn dạng vật quanh ta đều hớn hở chào đón một bình minh rực ánh dương hồng. Hoa tình yêu cũng nở rộ trong lòng. Anh cảm ơn Thượng Đế đã đối với anh quá nhiều ưu đãi, danh vị tiền tài cả sự chiều mến của mẹ cha. Vợ tương lai của anh là một cô gái đẹp như hoa, lại hiền lành đức hạnh. Anh chỉ lo người ta nhìn anh mà ganh tị, vì anh đã dành hết mọi tinh hoa phước lộc ở trên đời. Anh Tâm, trên đời này không có gì tuyệt đối đâu anh. Đừng nên tự mãn, lỡ xảy ra sự gì thì anh sẽ không chịu nổi đâu. Mới có 17, 18 tuổi hả? Mà triết lý như một bà già vậy đó. Ông phó giám đốc, ông biết giờ này là mấy giờ không?
Vậy mà ông cứ ở đây đùa giỡn với người yêu. Bao nhiêu văn thư chất đóng ở trên bàn, không ai ký thế càng ngày càng nhiều thêm, buộc lòng cứ phải tới đây. Đâu có việc gì đến Thanh mà Thanh phải tức giận. Tôi đã xin phép ba tôi rồi, tôi rất bận trọn ngày hôm nay, ông về sẽ lo cho tôi. À, thì ra anh nghĩ lại sự nghiệp này của nhà anh nên chẳng cần làm việc mất công. Thanh nên nhớ mình chỉ là bạn mà thôi, Thanh không có quyền chen vào việc của tôi. Cũng bởi vì cô mà anh Tâm bỏ bê công việc, tôi phải đi Long An cho bác gái hay cớ sự. Việc nhà của tôi không cần cô can dự. Anh trở mặt với tôi à? Tôi cho anh hay, cô ta chỉ là một cô nữ sinh nghèo khổ, cố đeo đuổi anh chẳng qua vì cái sự nghiệp của anh thôi. Cô nín đi, chuyện của tôi không cần cô nói. Trời ơi, đừng có cãi giả nữa, đừng có cãi nữa mà. Bích, Bích, Bích. Cô quá đáng lắm. Bích, chờ anh thay ông với. Bích. Quá đáng hả? Chưa đâu. Hôm nay con với Bích đi Long An phải không? Ừ? Thưa ba, chắc một mình con thôi ba. Ủa, sao vậy? Giận nhau à? Hôm qua đó, con đang nói chuyện với Bích thì cô Thanh đến đây nặng nhẹ, nói con bỏ bê công việc, còn lại sỉ nhục luôn cả Bích nữa. Bích tức giận bỏ về. Rồi cả ngày hôm qua đó, Bích đã lánh mặt con. Con tìm hoài cũng không thấy, các bạn cũng không biết Bích đi đâu nữa à. Con định để đến ngày mai con sẽ đi đến trường à, gặp mặt giải thích mọi điều cho Bích khỏi đau lòng vì những lời nói của Thanh. Hay là ba đi với con về thăm mẹ, đã trót 2 tuần rồi ba mẹ chẳng có gặp nhau. Ba nghĩ mà giận con Thanh vô cùng, ba phải về để nói rõ với mẹ con. Nó dựa vào đâu để chen lấn việc nhà này, xúc phạm đến con Bích, bạn của con. Con vào biểu con Hai đi chợ mua một số đồ dùng cho mẹ con, rồi cha con mình đi. À, hay để ba tự đi tìm mua cho mẹ con được rồi. Dạ. Ủa, mẹ, mẹ lên, sao mẹ không cho con hay? Làm gì mà lính quýnh vậy con? À, vậy con với ba đang sửa soạn về thăm mẹ nè. Rồi ba con đâu rồi? Ba con đi mua quà cho mẹ rồi. Vậy hả? Ủa, sao cô đi chung với mẹ tôi vậy? Ờ, chiều hôm qua Thanh nó xuống thăm mẹ, sẵn tiện cái mẹ lên với nó luôn. Thanh à, con đem trái cây vào để trong tủ lạnh giùm bác đi. Rồi cái con đưa con dạy biểu con Hai làm nấu cháo cho bác trai với thằng Tâm ăn nghe con. Dạ. Cô Thanh mời mẹ lên đây à? Bộ con không muốn mẹ lên sao mà cứ thắc mắc hoài vậy ha? Dạ không phải, nhưng con hơi lấy làm lạ. Lúc trước con với ba năn nỉ mẹ cách mấy, mẹ cũng không chịu lên. Mẹ nói chứ bổn phận của ba và con phải mỗi tuần á về thắp hương cho ông bà nội, để hồn ông bà vui. Đã 5 năm đều đặn không tuần nào không đi, nay bỗng dưng mẹ thay đổi như vậy, bảo sao con chẳng thắc mắc trong lòng. Mẹ vẫn không quên những điều tâm nguyện, gìn giữ căn nhà của ông bà nội ngày xưa. Nhưng nhớ đến con
mẹ không yên tâm được nên muốn lên bàn chút chuyện của con. Mẹ muốn bàn về công việc làm ăn của con à? Việc làm ăn của con á thì đã có ba con lo. Vậy thì việc gì hả mẹ? À, có phải cô Thanh? Phải. Con Thanh nó đã nói hết việc con với con Bích rồi. Mẹ nói thiệt nghe, mẹ không hề ghét Bích hay có ý khinh khi vì gia cảnh nó nghèo. Nhưng mà nếu chọn nó làm dâu á thì không thể được. Tại sao vậy mẹ? Tâm mà, mẹ là cô gái quê, con của một tá điền xuất thân từ nơi ruộng mạ. Nhờ ông bà nội con thương đã vớt mẹ lên gột rửa vết chân bùng. Nhưng mấy mươi năm mẹ vẫn mặc cảm trong lòng. Đối với ba con, lúc nào mẹ cũng thấy mình xa cách, chung gối chung phòng, nhưng đôi tâm hồn thì mãi mãi không chung. Cho nên mẹ muốn hôn nhân của con phải khác xa ba mẹ ngày xưa. Giữa Bích với Thanh á, thì Thanh là hợp nhất, có sắc có tài lại con nhà giàu có. Con có một gia đình đủ đầy hạnh phúc thì lòng mẹ đây mới được yên vui. Mẹ ơi, tiền tài địa vị để làm gì? Khi Thanh và con không tình yêu, hôn nhân gây đều ngang trái, chỉ thêm nát ban tâm hồn. Với Thanh sao con nỡ đành nói lời phũ phàng người yêu con. Bác ơi, anh Tâm đã yêu người ta rồi. Con nói anh bị con Bích quyến rượu, bác, bác thấy đúng chưa? Cô Thanh, xin cô đừng gieo vào lòng mẹ tôi những điều không tốt đẹp về Bích. Tôi và Bích không ai quyến rũ ai, mà chính lòng chúng tôi tự nguyện đến với nhau và đã yêu nhau trong một tình cảm trong lành. Còn với Thanh thì trước sau tôi vẫn đến với cô bằng tình bạn chân thành. Đã từng cùng khổ chung trường chung lớp, giữa hai nhà là tình cố cựu thâm giao. Nhưng tình yêu xuất phát từ con tim, chứ không thế lực bạc tiền nào chi phối được. Thanh ơi, em là cô gái có nhiều kiến thức, hãy nghĩ suy mà giúp cho tôi, để tình bạn chúng ta mãi mãi được vững bền. Anh Tâm, bao lâu nay em đã nuôi dòng thì sao? Bye.
còn không điếm gì. Thì đủ biết con tim anh đã bị cột trói trong lưới nhện. Vẫy tay là bao nhiêu người lao tới. Tôi đâu có tội gì phải khổ sầu với một chút tình si. Nhưng trong trận chiến tình này tôi đâu dễ chịu thua. Nỗi nhục hôm nay tôi thề sẽ rửa. Thanh ơi, Bích chỉ là một cô gái không tiền không của. Thân phận cúc coi cô thù quán để làm. Cô nên suy nghĩ lại đi. Thanh à, dầu sao á, con cũng không nên nóng giận như vậy. Thằng Tâm á, nó đã hết lời với con. Hay là con đợi bác trai về, coi ý của bác trai thế nào nghe con. Bác gái mà không chuyển được ý của ảnh thì đợi bác trai để làm gì? Bác đừng lo, cháu không buồn không khổ gì đâu. Cháu chỉ sợ hai bác sau này sẽ khổ hận vì con Bích ngây thơ kia thôi. Thanh, con nói gì lạ vậy? Con muốn nói con Bích không phải xuất thân coi cút nghèo khổ, mà cha mẹ nó. Bác có muốn nghe không? Thanh, cô vô liêm sỉ lắm. Tôi là vậy đó. Bác biết không, mẹ của nó là vũ nữ, còn ba thì... Cô ác độc lắm. Cô đi. Anh Tâm, tại sao con lại làm như vậy? Mẹ không dè con lại quá si mê. Một đứa con gái trong gia đình hạ tiện, mẹ không thể vì thương con mà chấp nhận. Nếu mà con cãi lời, ba mẹ sẽ từ bỏ con ngay. Mẹ ơi, sao mẹ lại nghe lời của Thanh? Nỡ nào mẹ chia rẽ mối tình con. Dầu mẹ Bích là vũ nữ cũng có sao đâu. Con nói như vậy mà nghe được à? Gia đình của mình đã mấy đời lễ giáo gia môn, ba con đã từng ăn học ở bên Tây, mà cũng không dám cãi lời của ông nội con đâu. Chuyện ba với mẹ là điều hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Còn con không thể nào phụ lòng Bích mẹ ơi. Mẹ cũng không thể nào chấp nhận con Bích là dâu. Mẹ đã nói như vậy, Con đành phải bắt kéo với mẹ thôi. Tâm, trời ơi, thiệt là hết nói nổi rồi mà. Trời ơi, Thằng Tâm, con. Bà với con Thanh đã làm gì con tôi? Bà vừa ý chưa? Mình vừa nói gì? Thằng Tâm nói đâu phải là con của riêng ai.
sống nâng niu, tình thâm như mau mùa, giờ sao lại rẽ chia. Sao không? Tôi nghe người nhà báo lại. Kìa, chị Liên. Chị đi đâu? Biên biệt mười mấy năm trời. Chúng tôi đã lo cho người tìm kiếm. Chị, lúc nào chị cũng nghĩ tới cháu. Tâm ơi, tỉnh lại đi con ơi. Chị Liên về thăm con nè. Bác sĩ đến kìa. Thưa bác sĩ, tình trạng con tôi như thế nào? Con nặng lắm không? Bao giờ mới tỉnh được thưa bác sĩ? Cậu Tâm bị chấn thương sọ não, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bác sĩ, nhưng bác sĩ đã khám thì phải biết chừng nào con tôi tỉnh lại chứ. Thưa bà, chuyện tỉnh sớm hay muộn do sức đề kháng của cậu ấy. Có thể hôm nay, ngày mai hay lâu hơn nữa, chúng tôi không thể nói trước được. Trời ơi, vậy là bệnh của con tôi trầm trọng lắm phải không? Bác sĩ, xin bác sĩ hãy làm phước cứu con tôi. Xin ông bà hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Giờ hãy để cho cậu Tâm nghỉ ngơi, mai tôi sẽ khám lại. Em sao vậy? Em đuối sức quá rồi. Hay là để Thanh đưa em về nghỉ? Anh sẽ ở lại đây với con. Không, em không về. Em phải ở lại đây, ở lại đây chờ con nó tỉnh lại. Bác sĩ nói cháu cần yên tĩnh, chỉ cần một người ở lại thôi. Hay là để anh Thành đưa chị về nghỉ, tôi cũng rảnh sẽ ở lại với cháu cho. Chị yên tâm mà về đi. Chị mới tới, chúng tôi đâu dám làm phiền chị. Không sao đâu chị à, chúng ta là bạn bè mà, khách sáo làm chi. Dạ lại con tôi á cũng cỡ tuổi cháu. Cháu Tâm đây thôi. Tôi săn sóc nó cũng như là lo cho con tôi thôi mà. Chị Liên nói rất đúng, hai bác về nghỉ một chút đi, để con ở lại với dì. Thôi cũng được. Thanh à, con ở đây với dì Liên nghe con. Mình đi làm phiền chị. Cô Thanh, cô bà con sao với anh Thành vậy? Dạ dì kêu con là Thanh được rồi. Dạ con là kế toán trưởng ở công ty Thành Tâm, mà cũng là bạn thổi nhỏ với anh Tâm. Ngoài cháu
Tâm còn có bạn nào nữa không cháu? Nếu anh Tâm chỉ có một mình cháu thì đâu đến nỗi xảy ra tai họa này. Có chuyện gì vậy hả cháu? Dì ơi, cháu có nỗi niềm riêng không nói được cùng ai nên sanh ra phận uất. Thanh, hãy tâm sự với dì cho nhẹ bớt đi cháu. Đừng mang trong lòng mà không có tốt đâu. Dạ, nhưng dì ở đây một mình. Không sao đâu cháu, còn có y tá trực mà. Cháu nghe dì về nghỉ đi. Trong cháu hốc hác lắm rồi, rủi bệnh thì khổ lắm đó. Dạ, cháu về. Thật là làm phiền dì quá. Mai cháu đến công ty sắp xếp xong, cháu sẽ đến ngay. Dạ, chào dì. Tâm, con trai của mẹ, đừng bỏ mẹ nghe con. Chuyện chi? Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện hôm qua và muốn hỏi cô một chuyện. Giữa chúng ta cũng còn chuyện để nói sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô, trong tình yêu giữa ba người, cô là người chiến thắng thì tại sao trước áp lực của gia đình cô không mạnh dạn đấu tranh mà lại yếu hèn bỏ chạy? Cô hỏi thật lòng đó à? Ngoài tình yêu, tôi còn có gì để tranh đấu với cô chứ? Cô Thanh ơi, tôi đã chịu thua, xin cô đừng đến đây sanh sự nữa. Tôi sẽ tránh xa anh Tâm để anh tròn hiểu đạo với đấng sanh. Để cùng cố tranh luận mà tôi chỉ muốn nói. Không cần phải nói. Cô Thanh, tôi gian cô, tôi xin cô, cô hãy để tôi yên lòng học tập. Vì tôi không phải chỉ một thân mà còn có người cha đang bệnh tật khổ. Có việc làm nuôi ba, nuôi thân. Cô về đi, về đi. Tôi đến đây để báo cho cô một việc quan trọng. Anh Tâm đã bị xe đụng, đang nằm cấp cứu. Trời ơi, sao cô không chịu nói sớm? Anh đang nằm ở đâu vậy hả? Anh Tâm nằm ở đâu vậy hả cô? Tâm đang bị hôn mê. Cô hãy nghe tôi nói hết đã. Sự việc xảy ra tôi vô cùng ân hận. Vì tôi mới xảy ra thảm trạng. Nếu anh Tâm có bề nào thì tội của tôi chất nặng bằng non. Cầu trời Phật cho anh được tái qua nạn khỏi. Trời ơi, mong cô và Tâm hãy cố mà đi cho trọn. Tôi gặp Tâm trong khi bệnh tình anh đang trầm trọng. Tâm ơi, sai gì một cánh hoa hèn mọn mà anh lại lèo phí bỏ một đời trai. Chị em mình đi mau, đi mau đi. Thank you.
vẫn nằm bất động. Con ơi, mẹ đã về đây, về với con đây. Con hãy tỉnh lại mà nhìn mẹ đi con. Tâm ơi, mười mấy năm chia biệt, có phút giây nào con nhớ đến mẹ không? Con có biết là ở tận trời xa, mẹ xót đau trong già tháng ngày mong thương nhớ con. Bên kia chân trời luôn thấy bóng hình, từng bước đi lầm đầm ơi. Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Tâm ơi, mẹ đây mà. Tâm, Tâm ơi, con đã tỉnh, con tôi đã tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Anh Tâm, mình đến với anh nè. Tâm ơi, Tâm, đừng bỏ em nha anh. Tâm ơi, Tâm. Mẹ Tâm, anh đã tỉnh rồi. Em đây, Bích đây nè, anh có nhận ra em không hả? Đừng khóc nữa em, anh không có sao đâu. Mẹ đâu rồi hả Bích? Dạ mẹ bận chưa vào được. Tâm à, anh đã tỉnh hẳn chưa? Để em vào cho hai bác hay nha, chắc là hai bác mừng lắm á. Mẹ mới ở đây mà. Lúc nãy trong cơn mê, anh nghe vẫn tiếng khóc của mẹ. Anh cố mở mắt nhưng không mở được. Bích à. Dạ. Sao em biết anh ở đây vậy Bích? Cô Thanh cho em hay đó. Tâm à, tại sao lại ra nông nổi vậy? Anh định bỏ em sao? Anh không bao giờ muốn xa em, cũng không có ý định tự tử. Khi nghe mẹ không bằng lòng em, tự dưng anh phẫn uất, muốn đi ra khỏi nhà thôi em à. Nhưng anh chạy nhanh quá mới bị tai nạn thôi. Chuyện gì thì để từ từ rồi mình tính. Anh nóng nảy vội vàng chi để xảy ra chuyện chứ? Chỉ để khổ cho cha và mẹ thôi, và khổ cả em nữa đây nè. Mai mà không có gì á, chứ lỡ anh có bề nào á thì. Tâm ơi, em biết sống sao đây, khi giữa chợ đời trơ trọi một thân em. Sống lại rồi, chúng ta sẽ trọn vẹn câu thề. Mẹ không còn chia cách nữa đâu, em đừng sầu não bi thương. Những
mịt mờ, tính làm sao cho tình yêu vẹn toàn. Chỉ sợ em không vừa ý mẹ, làm rối gia đình gây phiền lụy cho anh. Em yên tâm đi, mẹ sẽ chiều ý anh mà em. Lúc nãy tôi không mở mắt ra được, nhưng anh vẫn nghe tiếng của mẹ khóc rõ ràng mà. Mẹ gọi tên anh nữa. Vậy mà em nói lúc vào đây không thấy mẹ à? Không thật mà. Lúc em vào thì thấy có một bà rất là đẹp đang chạy ra gọi bác sĩ, nhưng không phải mẹ. Một bà rất đẹp à? Ai vậy cả? Em thấy dường như bà ấy khóc á. Mà thôi đi, anh mới tỉnh lại, đừng có nói chuyện nhiều không có tốt đâu. Nằm đây nghỉ đi nha, để em ra mời bác sĩ đến ha. Em đừng có đi đâu cả, hãy ở lại đây với anh đi Bích. Chúng mình không bao giờ xa nhau nữa đâu em. Anh này mới vừa bớt á, đã không sợ bác sĩ thấy sẽ la làm sao. Kim Liên, con sao rồi em? Con đã tỉnh. Em mừng quá anh ơi. Để anh vào với con. Khoan anh, có Bích ở trong ấy, để chúng nó tâm tình, mình ra góc ngoài nói chuyện đi anh. Con nó đã tỉnh, nhưng làm sao để nó nhìn em là mẹ nó hả anh? Em đừng nôn nóng, để từ từ anh sẽ kể cho con nghe. Từ nhỏ tới lớn, con không gần gũi em, làm sao nó có thể nhìn một người xa lạ là mẹ của nó? Thành ơi, em khổ quá. Đừng khóc em, tình mẫu tử sẽ làm dao động tâm linh của nó. Thật là mình, hãy nghe anh nói. Anh Thành, uổng công tôi đã tin anh, đặt trọn vào anh cả một tấm lòng. Tôi không ngờ anh lại tự hạ nhân phẩm của mình. Trong khi con đang nằm trên giường bệnh, anh dắt nhân tình liên luôn ở đây. Chị, xin chị hiểu cho, tôi không phải người sằng bẫy. Trong khi tôi đã từng làm mẹ, và chính tôi là... Chị đây chính là vợ của bạn anh đó. Cô với anh là tình hay bạn, hai người có thế nào thì tôi cũng bạn. Chỉ mong anh đừng quên con cái, còn tôi chẳng cần gì, ra sau đó thì ra. Trời ơi anh Thành ơi, sao lại có chuyện như thế này? Sự việc càng ngày càng rắc rối hơn. Để khi thằng Tâm xuất diễn về nhà, sẽ đem sự thật này nói lại với con. Anh tưởng thằng Tâm nó sẽ binh vực anh sao? Tôi gian em, con nó đang nằm viện. Liên, Liên về đi. Dạ, em về. Còn mình, hãy vô thăm con, nó tỉnh rồi. Cháu ngồi đó đi. Ba mẹ, con vừa tỉnh lại. Mẹ à, lúc nãy mẹ ngồi bên con phải không mẹ? Không, người ta nói mẹ đuối sức quá nên đưa mẹ về. Nhưng ở nhà mẹ không yên tâm được nên lật đật vô đây. Mẹ mới gặp. Mẹ ơi, Bích mới vô thăm con đó mẹ. Không, mẹ không nói việc Bích đâu. Vậy thì việc gì? Mẹ, mẹ đừng có giận con nha mẹ. Mẹ đâu có giận.
giận con, mà mẹ chỉ giận mẹ. Suýt chút nữa mẹ đã mất con rồi. Tâm ơi, nhìn con nằm cả người đầy máu, mà mẹ nghe như máu trong tim mẹ đang từng giọt tuôn trào. Lòng hận bởi mình sai, vì sao nợ ép duyên con, lòng con đoạn cách tư tình, để cho con phải quý mình. Đời con do mẹ cha đã tạo thành, con đâu dám quỷ mình. Xin mẹ tha thứ tội tình, xin mình hãy dằn lòng, mọi việc sẽ bàn sao. Thằng Tâm nó còn yếu lắm, tôi năn nỉ mình mà. Bích, con lại đây. Thưa bác, con xin lỗi. Con không có lỗi gì hết, mà chính bác đã cố chấp chia cách tơ duyên cho khổ luyện con mình. Với xe cũ ngày xưa, bác đã dầm lên một cách vô tình. Khi việc xảy ra bác vô cùng hối hận. Cho bao lành bình, mẹ hứa sẽ không bao giờ ép buộc duyên con. Mẹ ơi, lòng mẹ đại từ đại lượng như Phật Quan Âm, con cũng hứa không bao giờ cãi lời mẹ dạy. Dầu mẹ không ưng Bích, con cũng đành cam chịu, chứ không thể nào theo ý riêng con gây khổ lụy mẹ. Sự chân thành của mẹ, hôn nhân của ba mẹ do bề trên áp đặt một việc quá lỗi thời, nên mẹ chẳng muốn dầm chết chân xưa. Con khỏe rồi là mẹ yên tâm. Bích à, con ở đây với Tâm, mẹ về. Mình Lai à, đợi anh với. Ba mẹ hôm nay làm sao á, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lúc nãy ở trong phòng với anh, em nghe mẹ lớn tiếng với ba, và dường như có tiếng một người đàn bà lạ. Từ hồi nào giờ mẹ đâu có to tiếng với ba đâu. Người đàn bà đó là ai? Không được, em phải đưa anh về ngay liền bây giờ. Tâm à, anh hôn mê mới vừa hồi tỉnh, bác sĩ không có cho anh đi đâu. Ba mẹ có chuyện, anh không nằm được đâu. Bích à, bây giờ không có ai, em đưa anh trốn đi Bích. Chắc không có chuyện gì lớn đâu. Để mai sáng bác sĩ vào khám xong cho anh thì em sẽ đưa anh về. Nghe em đi nghe. Nha.
Em à, đợi anh lấy xe rồi cùng đi. Thôi, khỏi, em đi xích lô được rồi. Mình, việc không phải như mình tưởng đâu mình à. Ủa, Tâm, sao con lại về? Sao con xuất viện sớm quá vậy Tâm? Ba mẹ có chuyện gì đến nỗi giận nhau? Con không yên tâm được, con muốn về ngày hôm qua lận. Con năn nỉ ảnh mãi vậy đó, ảnh mới chịu để sáng nay cho bác sĩ khám rồi mới về. Đó chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ, sức khỏe con mới là quan trọng. Từ hồi nào tới giờ không bao giờ mẹ to tiếng với ba. Không thể có chuyện nhỏ được đâu. Ba nói đi ba, có chuyện gì vậy ba? Con nằm nghỉ đi, ba sẽ kể cho con nghe một chuyện. Anh Thành, anh muốn nói chuyện gì đó? Chuyện mình đã giấu nó mười mấy năm nay, chứ chuyện gì nữa? Chuyện giấu con mười mấy năm nay, ba nói đi ba. Đúng lý ba không nên nói ra trong lúc con chưa bình phục, nhưng đến nông nỗi này không thể giấu nữa. Con hãy bình tĩnh mà nghe ba kể. Anh im đi. Anh Thành, anh thật là một kẻ, anh thật là một kẻ quá cầu rút gian mà. Ba mẹ, có chuyện gì mà ba mẹ nói những câu úp mở? Hãy nói cho con biết đi. Ba muốn nói cho con biết. Mà biết chuyện gì vậy ba? Mẹ, xin mẹ hãy nói rõ cho con nghe đi mẹ. Tâm, rồi mẹ sẽ nói. Nhưng bây giờ con hãy để cho mẹ nói chuyện với ba con trước đã. Anh Thành, 18 năm, 18 năm tôi nuôi Thằng Tâm với trọn bao tim tôi, với tất cả thâm tình mẫu tử. Dầu nghĩa vợ chồng cuối chăng lạnh lẽo, nhưng đối với tôi, lời nói ngọt ngon của anh lúc nào cũng chan chứa ân tình. Tôi xem hạnh phúc chồng con là hạnh phúc của mình. Tôi tưởng đời tôi thế là mãn nguyện, không uổng thân cò lặng lội nắng sương. Nhưng bây giờ tôi đã rõ ý anh, anh chỉ lợi dụng tôi làm vũ em nuôi trẻ. Thêm chức quản gia trông coi điền sản, để cho anh ăn nhàn bướm nọ qua kia. Kìa Lai, em nói gì vậy? Lúc ở bệnh viện anh đã nói gì? Anh không nhớ sao? Bà với con Thanh đã làm gì con tôi? Hai tiếng con tôi như nhát dao đâm xoáy vào tim tôi. Giờ nghĩ lại tôi mới biết anh đã thay lòng đổi dạ. Anh muốn hất tôi ra khỏi gia đình này mà. Mẹ ơi, lời ba nói lúc vô tình, mẹ đừng để ý làm chi nghe mẹ. Con không hiểu đâu. Anh Thành, từ lúc mới gặp anh, tôi đã biết mình không xứng đáng. Việc anh có người đàn bà khác cũng là lẽ tất nhiên thôi. Nhưng nếu anh muốn đem sự thật kia đi kể với Thằng Tâm thì anh quá là ác độc mà. Lại ơi, em đã nghĩ sai về anh rồi. Anh không hề ống bướm trăng hoa,
cũng không quên tình tằm măng. Với người vợ đã vì anh một nắng hai sương tần tảo tháng năm dài. Tâm được lớn khôn không ơn em như biển rộng sông dài. Trời ơi con thật không sao hiểu nổi, chồng vợ mấy chục năm rồi mà ba mẹ còn dùng những lời lẽ khách sáo với nhau. Tâm ơi ba không bao giờ muốn làm khổ mẹ con. Người vợ mà ba mang nặng nghĩa ân cho đến tha, nhưng việc xảy ra không thể nào tránh né. Muốn nói ra nhưng nghẹn tiếng chẳng ra lời. Nếu đã muốn nói thì mình cứ nói, không cần phải sợ tôi buồn làm gì. Tôi đã sẵn sàng nghe, mình hãy nói đi. Mình có nhớ người đàn bà tên Liên mà mình đã gặp ở bệnh viện không? Chị Liên, người bạn Việt Kiều của ông phải không? Thì ra mọi việc xảy ra giữa ba mẹ là do người đàn bà ấy à? Tâm. Kim Liên, em đã đến đúng lúc. Tâm, Liên đây chính là bà. Bà hãy đi đi, chính bà đã gây đại họa, bao nỗi thương đau cho mẹ của tôi. Mẹ tôi đã vì chồng con chịu bao nhiêu khổ nhục, chưa một ngày được vui thì sầu hận lại tiếp theo. Tâm, Kim Liên đây là... Con đã biết rồi, bà là nhân tình của ba chứ gì. Bao nhiêu năm trời ba lừa vợ dối con. Bà hãy đi ngay, đừng để cho tôi thấy mặt. Trời ơi, tại sao lại cứ gieo nỗi khổ mãi cho tôi vậy nè trời ơi. Kim Liên, em hãy đứng lại. Tâm, bà Kim Liên này là mẹ ruột của con đó. Cái gì? Kim Liên là mẹ ruột của thằng Tâm? Phải, Kim Liên mới từ Pháp về muốn nhận lại con. Không, không thể được. Thằng Tâm nó là con của tôi. Con của tôi. Chị. Mẹ. Chị. Mẹ, hãy tỉnh lại đi mẹ. Con là con của mẹ. Không, không ai giành giật được con của mẹ đâu. Mẹ. Tâm, con hãy nghe ba nói. Mẹ Lài không phải là mẹ ruột của con, mà mẹ ruột của con chính là Kim Liên đây. Mẹ đã vay mượn con của người ta lâu quá rồi, nay mẹ phải trả lại tôi con à. Chị Lại, em xin lỗi chị. Giữa hai người tôi cũng không biết ai là người xin lỗi tôi. Tôi khổ tâm lắm. Người có lỗi chính là tôi. Tâm, đây là mẹ ruột của con. Bà là mẹ ruột của tôi à? Tâm, con đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ đó. Mẹ
đã khổ sở bao nhiêu năm mới được gặp lại con. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con xin mẹ hãy hiểu cho con. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Con không tự chủ được mình. Con bối rối lắm mẹ ơi. Tâm, con trai của mẹ, được con gọi tiếng mẹ là mẹ đã mãn nguyện rồi. Còn tình cảm, mẹ làm sao bắt buộc con? Mẹ ơi, mang nặng đẻ đau tình sâu như biển, nhưng công nuôi dưỡng ẩm bọc nặng bằng non. Giữa hai mẹ, con thề trọn đạo làm con, giữ tròn chữ hiếu. Nhưng còn ba, ba tính sao đây hả ba? Ba, đừng, con đừng nhắc chuyện tình cảm giữa ba và mẹ nữa. Tình xưa đã vùi chung trong quên lãng, chỉ vì con mà còn nắm níu chút ân tình. Giang dài một nắng ngày sương, người ấy mới xứng đáng là mẹ của con, là người vợ ông phối mà ba con còn đời mê trong. Số kiếp xưa nay hồng nhan là bạc mệnh, mẹ thương thân mẹ bao nhiêu lại càng nghĩ thương số phận. Chị đừng làm khổ anh Thành nữa, vì từ trước tới giờ anh ấy chưa hề quên chị. Ngày ở Long An, anh Thành yêu cầu tôi vì chị mà chấp nhận hy sinh. Tôi đã vì Thành chấp nhận một cuộc chia ly vĩnh viễn. Đứng trước cảnh tình này, tôi cũng không biết nói sao nữa. Anh chị hãy vì vong linh của ba má ở cõi hư vô, hãy vì đứa con trai độc nhất của mình mà dâng quà cho hạnh phúc gia đình thêm nồng ấm. Chị Liên, mẹ, còn mẹ thì sao? Liên, có phải em muốn dạy dò tôi cho đến chết hay sao mà nói những lời cay đắng đó? Anh Thành, chị Lại, mình tuổi đã vào thu, còn chi để mộng mơ thương mây như gió. Cái tuổi trẻ thiếu nghĩ suy đã làm cho chúng ta dở cười dở khóc.
để nó được sống bên người yêu do nó chọn, một hạnh phúc êm đềm chan hòa giữa sông. Chúng mình đã như cội tre già, hãy cố mà chung bồi cho bất măng non. Liên sắp đặt cho gia đình tôi, nhưng còn Liên, tiền bạc bên ấy mẹ đem tất cả về đây, phân nửa mẹ cho con, còn phân nửa mẹ hiến cho hội phước thiện và viện mồ côi. Mẹ, tại sao mẹ phải làm như vậy hả mẹ? Khi ba con đem con đi, có những lúc mẹ nhớ con đến muốn phát điên. Mẹ phải tìm vào các viện mồ côi bên ấy, săn sóc đám cô nhi, nhìn bọn trẻ mà tưởng tượng như con, để vơi niềm day dứt. Mẹ ơi, thật là khổ cho thân của mẹ. Chị Liên, tôi rất hiểu chị. Cái nhói tim đó tôi đã cảm nhận khi gặp chị lần đầu. Tôi sợ mất con, đứa con của chị. Không, anh Thành, chị Lại, của chúng ta. Phải, con của chúng ta. Chị Liên à, nay mai thằng Tâm nó cưới con Bích, tụi nó sẽ có con, chị sẽ có cháu để săn sóc, đâu còn buồn nữa. Thôi, tính như vậy đi, bây giờ chị em mình đến khách sạn lấy hành lý, rồi chị về đây nghỉ đi chị. Tâm à, con ở nhà với ba, con an ủi ổng nghe, ổng đang buồn dữ lắm đó. Thôi, mình đi chị Liên. Thành, hãy quên hết đi và giữ gìn sức khỏe. Tâm, hãy cố gắng chăm sóc cho ba và mẹ Lại con nha. Mẹ đi nha con. Hai mẹ đi nhớ về sớm sớm đó nghe. Con với ba chờ cơm đó. Bà, ba đừng có buồn nữa. Để thủng thẳng rồi thu xếp lại. Không ai muốn làm khổ ba đâu. Con thấy không, việc làm nông nổi của ba đã gây nhiều hậu quả. Rốt cuộc rồi, cả hai người đàn bà đều hận ba, oán trách ba. Có lẽ ba phải đi một thời gian con à. Ba à, công việc làm ăn lúc này đang phát triển, một mình con làm sao quán xuyến nổi hả ba? Con đã trưởng thành, trước sau gì cũng phải tự lo. Ba sẽ nhờ con Thanh trong ngoài phụ giúp cho con. Nhưng ba định đi đâu? Ba cũng chưa biết sẽ đi đâu. Ba cảm thấy ngột ngạt quá. Ba chỉ muốn chôn quên bao dai dứt trong tâm hồn, cho nỗi đau lắng chìm. Trời đã gieo cho ba, bởi ba sầu cho bao người thương. Đâu phải lỗi tại ba đâu ba. Tâm mà tình sớt kia làm sao, kẻ đang ôm hận, người thì lánh xa cô lẻ mình ba.
Ba, chỉ tại ba trọn hiếu với nội nên phải phụ tình. Làm người có ai được thập toàn thập mỹ đâu ba. Ba, ba đừng suy nghĩ nữa nghe ba. Anh Thành ơi, Tâm ơi, Tâm. Ủa, mẹ, cái gì mà mẹ hô hải vậy mẹ? Còn mẹ Liên đâu? Anh Thành, chị Liên đi rồi. Cái gì? Liên đi rồi? Mà đi đâu? Cô em ở một bên mà. Trời ơi, tôi không hiểu sao mà tôi ngu quá. Khi đến khách sạn, chị Liên bảo em ngồi chờ chị, để chị đem hành lý xuống trước, rồi kêu quản lý giao phòng luôn. Em ngồi chờ lâu quá không thấy chị lên. Em đi xuống hỏi thì họ đưa cái thơ, họ nói chị đã đi rồi. Tôi đã biết mà, Liên không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Thơ của mẹ con đâu? Thơ nè, con đọc cho mẹ nghe với. Anh Thành, chị Lại, nếu hai người thương tôi, đừng tìm tôi nữa. Hãy giúp cho tôi được tròn ước nguyện. Tâm con, lần này về thấy con trưởng thành hiện đạt, chọn được người yêu lý tưởng, mẹ rất vui. Càng vui hơn là được nghe con kêu tiếng mẹ. Tiếng kêu mẹ của con là liều thuốc nhiệm màu, giúp cho mẹ được nhiều sức sống nơi quê người đất khách. Mẹ ơi, Tâm ơi, đừng buồn trách sao mẹ lại bỏ con. Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Bên con có ba Thành, mẹ Lại và có Bích, có sự nghiệp tương lai. Việc mẹ có gần hay không cũng không có gì tổn thương cho con lắm. Còn bà ngoại, bà ngoại của con thân già ở xứ người quạnh hiu cô độc, rất cần có mẹ. Thương mẹ, hãy lo phụng dưỡng ba mẹ con cho tròn hiếu đạo. Mẹ của con, Kim Liên. Ba mẹ ơi, mẹ Liên đã về với ngoại, không bao giờ trở lại nữa đâu. Trời ơi, Tâm con, hiện giờ mẹ con quay về bên ngoại là rất đúng. Con ở đây có ba mẹ, có Bích, có thân tộc họ hàng. Còn ngoại của con, một thân nơi đất khách. Nỗi cô đơn đó mới là đáng sợ. Tâm mà, hãy nghe mẹ đi con, đừng buồn nữa. Sớm muộn gì mẹ con cũng trở lại với con mà. Mẹ, con cưng của mẹ. Còn ông nữa, làm gì mà cứ ngồi cú rũ mãi vậy? Bây giờ ông phải là cây cổ thụ vững chắc hiên ngang, để cho mẹ con tôi nương cậy chứ. Nay mai đây, ông còn có dâu, có cháu nội. Ông hãy cố mà sống cho xứng đáng với hai người đàn bà đã dở dang thân phận một đời vì ông. Tận phương trời, người ở quê nhà, lòng mẹ thương con, ai có kiếm ai. Tôi ôm quốc hận, tội mình đã gây trái ngang. Nhưng mà gì
tôi kể người nghe. Đời lang và điệp muôn chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đêm viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng. Chẳng tình đời là vòng dây oan.